Chiều ngày 29 tháng 8 tại thành phố ông Bí, đồng chí Đặng Huy hậu, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị công bố quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố ओं Bí khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Bùi Văn Thành, ủy viên ban chấp hành đảng bộ thành phố ओं Bí, trưởng phòng tài nguyên môi trường thành phố. Cùng dự có các đồng chí Trần Văn Lâm, tỉnh ủy viên, bí thư thành ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố, Phạm Tuấn Đạt, phó bí thư thường trực thành ủy. Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Trao quyết định phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ, đồng chí Đặng Huy Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao nỗ lực và kết quả công tác của đồng chí Bùi Văn Thành, đồng thời bày tỏ tin tưởng và mong muốn trên cương vị công tác mới, đồng chí Bùi Văn Thành sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn củng cố mối đoàn kết nhất trí trong tập thể lãnh đạo thành phố, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Bùi Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chân thành cảm ơn tình cảm và sự tin tưởng của lãnh đạo tỉnh, hứa sẽ không ngừng học hỏi, phấn đấu, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo thành phố hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.